Ngọc bán lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì Ngọc mới soạn ra để mà giới thiệu thêm. Đó là những cái sản phẩm về kem dưỡng da và đặc trị làm trắng da, và xài cái loại mà làm cho da mực đang xài vô thì nó sẽ giảm được cho mình và ngăn ngừa những cái vết thâm cho mụn để lại luôn nha các bạn. Đầu tiên Ngọc xin giới thiệu cái bộ sản phẩm Ngọc đang bán tại shop dạng kit. Thì kit có nghĩa là những cái sản phẩm này nó rất là nhỏ, mình có thể xài khoảng độ trên một tháng là hết nha các bạn. Thì đây là cái bộ sản phẩm dành cho da đang bị mụn này, rồi những cái mụn đang có mình xài nó sẽ dẹp mụn và sát khuẩn cho da của mình không bị lên mụn nhiều, và đặc biệt là trị những cái thâm để lại luôn nha các bạn. Đây rồi sẽ mở ra cho các bạn coi cái sản phẩm này. Đây nó là bộ kit, nhưng mà Ngọc thấy thì nó cũng nhiều lắm các bạn, không có nhỏ lắm đâu. Đây là bộ kit của sản phẩm kem dưỡng da Hàn Quốc AHA BHA 30 day, có nghĩa là mình khi mà mình sử dụng có tác dụng trong 30 ngày đó, nó sẽ làm cho mình hết mụn hoàn toàn nha các bạn. Đây là cái tip kem dưỡng da này, mình sẽ mở ra từng sản phẩm cho các bạn coi luôn, tham khảo luôn. Đây là tip kem dưỡng da của 30 day, thì cái này là nó khoảng 20g nha các bạn. Đây, này bao bì của nó này. Đó. Rồi, tiếp theo là cái chai serum. Đây là cái chai serum cũng lớn lắm đó các bạn, không có quá cái xíu xíu, xài một hai lần là hết đâu. Xài rất được nhiều lần luôn á, phải trên cái chai serum này Ngọc nghĩ phải trên 2 tháng. Nó 10ml nha các bạn. Tại lần thường lần đó mình xài serum á là có 2-3 giọt thôi, không có xài nhiều. Đây là chai nước hoa hồng dành cho da đang bị mụn của 30 day luôn, 30ml nha các bạn. Xài rất là thích luôn á. Những bạn nào mà muốn sử dụng mà trước một chút xíu hàng xài thử á, thì nên mua cái bộ này. Nếu mà hợp thì mình sẽ xài nguyên một full size. Thì cái sản phẩm này á, thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn xài như thế nào. Đầu tiên là mình xài cái nước hoa hồng trước, sau đó mình sẽ serum lên, và cuối cùng là kem dưỡng da nha các bạn. Cái sản phẩm 30 ngày AHA BHA này á, thì Ngọc có cái full size luôn, nhưng mà cái full size cái dòng serum Ngọc đã hết hàng rồi, còn còn cái kem đây, đây là cái hũ full size kem dưỡng da của 30 day đó. Ngọc sẽ mở cho các bạn coi cái lõi bên trong luôn nha các bạn. Đây cái hũ kem là của nó này đó, bao bì hũ kem 60g nha các bạn, xài ít nhất phải trên 3 tháng mới hết. Mỗi một lần xài như vậy là một ngày sử dụng 2 lần, sáng một lần và tối một lần. Thì mỗi lần mình sử dụng thì mình hãy vệ sinh da mình sạch sẽ trước khi xức lên nha các bạn. Còn đây là cái chai full size về chai nước hoa hồng. Đây, chai nước hoa hồng full size này thì nó có khoảng mình ngọt toàn 150ml nha các bạn. Tất cả đều là hàng chính hãng của Hàn Quốc hết ạ. Đây là bao bì của chai nước hoa hồng AHA 30 đây. Rồi tiếp theo Ngọc xin giới thiệu cho các bạn biết một cái sản phẩm bộ kit luôn. Thì sản phẩm này bộ kit có 3 sản phẩm làm trắng trong 7 ngày 7 đây, có nghĩa là mình sau khi mình sử dụng 7 ngày sau mình sử dụng nó sẽ có tác dụng liền luôn, thì làm cho da mình sáng bật tông lên liền nha các bạn. Đây Ngọc sẽ phui ra cho các bạn coi. Cái bộ sản phẩm này thì cái full size rất là cao, cho nên Ngọc không có nhập về bán, Ngọc chỉ bán bộ kit thôi, bộ nhỏ thôi cho các bạn xài thử. Đây nó cũng có sữa dưỡng này, rồi có serum này và kem dưỡng da luôn. Thì cái bộ kit này thì nó nhỏ hơn so với cái bộ 30 day một chút xíu, nhưng mà cái chai sữa dưỡng này là bằng sành nha các bạn, nhỏ xíu mà bằng sành, rất cầm rất là tay luôn đó các bạn, xài rất là thích luôn đó. Đây cái chai bé tí xíu này thì là 20ml nha các bạn, chai sữa dưỡng này là 20ml đó, cái chai rất là xinh luôn mà bằng sành, cầm chắc tay đã lắm các bạn. Còn cái chai serum cũng vậy luôn, cái chai serum nó bằng sành luôn nha các bạn. Đây chai serum nhỏ xíu cưng lắm các bạn ơi, 50ml chai này, 50ml nha các bạn. Rồi tiếp theo là kem dưỡng da. Đây cái kem thì nó bằng nhựa thôi, nó không phải bằng sành các bạn, kem này kem bằng nhựa. Đây các bạn nhìn thấy rõ không? Cái kem này thì là 10ml nha các bạn.
đó. Mình khi mà mình sử dụng nó có tác dụng trong 7 ngày luôn là trắng da. Whitening dòng này là đặc trị làm trắng da. Bạn nào mà thích trắng da thì nên sử dụng cái bộ kit này. Thì cái bộ kit này nếu mà full size giá rất là cao nha các bạn, cho nên Ngọc không có nhập về bán. Đầu tiên á, Ngọc hướng dẫn luôn cho các bạn ta sử dụng này, ngày sử dụng 2 lần luôn nha các bạn. Đầu tiên là mình sử sức cái dưỡng dưỡng sữa dưỡng này trước, xong rồi sức serum và cuối cùng là kem dưỡng da nha các bạn. Đó, theo thứ tự 1, 2 và 3 sức cùng lúc luôn nha các bạn. Sức hết cái này sức cái kia lên, cho nên là không phải là có nhiều bạn thường hiểu lầm là mình sức hết một chai này đến chai kia, là không phải, là sức cùng một lúc luôn. Rồi, tiếp theo cái sản phẩm cuối cùng Ngọc muốn giới thiệu đến các bạn là cái sản phẩm này Ngọc cảm thấy là rất là thích, và Ngọc sẽ sắp tới Ngọc sẽ thu ra một chai để sử dụng xem cái tác dụng nó như thế nào. Thì đó chính là cái gọi là kem truyền trắng, nói đúng ra là nói dịch ra tiếng Việt này kem truyền trắng nha các bạn. Đây, CP Top White Cream. Cái dòng sản phẩm này á, thì là chuyên làm trắng da, kích trắng da mờ, vết hâm nám, tàn nhang luôn nha các bạn. Là một chai như thế này là 50 ml, và những cái sản phẩm này á, cái thành phần của nó đa phần là những thảo dược của Hàn Quốc nha các bạn. Đây, hàng này hàng rất là tốt luôn. Đây là cái bao bì của nó này, để Ngọc cho các bạn coi cái chai luôn. Cái chai trong này nhìn rất là sang và đẹp, mà xài cũng rất là lâu mới hết các bạn. Ngọc nghĩ là trên 3 tháng mới hết một chai đó, 50 ml, là chai rất là to. Đây đó, và một cái chai rất là sang luôn nha các bạn. Ngọc rất thích cái chai này luôn, mà nó không phải là dạng mũ như những cái sản phẩm này nha các bạn. Mũ thì mình khi mà mình sức mình sẽ dùng ngón tay để mình lấy lượng kem ra, hoặc dùng cái mũ nhỏ để lấy lượng kem ra sức lên trên gương mặt. Còn cái này dạng bơm thì nó Ngọt thích những cái sản phẩm nào mà có dạng bơm như thế này, nó rất là vệ sinh mà nó không có là gây cho mình những cái, ví dụ tay mình có vi khuẩn hay như thế nào thì nó sẽ cảm giác nó không được sạch sẽ. Cho nên mình khi mình sử dụng dạng bơm này chỉ cần một lần mình xài, Ngọc nghĩ là chỉ cần một bơm thôi là đủ rồi đó. Mà cái sản phẩm kem truyền trắng này á thì là nó có cái độ backup lên một tông. Khi mà mình sức lên như những cái sản phẩm kem này này thì mình sức lên thì nó là dạng trong, không có pha, không có trắng lên. Nhưng mà cái sản phẩm kem truyền trắng này thì mình sẽ có thể thay một lớp lớp nhẹ Kilson chẳng hạn, nhưng mà nó sẽ không có trắng bằng Kilson, nhưng mà nó Ngọc nghĩ là nó sẽ lên cho mình cái tông da là rất là chuẩn rồi, là đánh lên là nó sáng da mình liền, thì mình thêm một lớp son dưỡng lên là ok. Đó là sản phẩm này Ngọc sẽ xài một chai để review thêm cho các bạn biết nha. Bây giờ là Ngọc sẽ xin cảm ơn những cái gì mà hồi nãy Ngọc chia sẻ, những cái sản phẩm về kem dưỡng da trắng da trị mụn ở bên Ngọc có bán. Nếu như các bạn muốn tò mò về những cái sản phẩm sau thì các bạn cứ bấm vô phần subscribe đăng ký để biết thêm những cái clip sau Ngọc làm nha. Hẹn gặp lại các bạn lần tới, bye bye.